Sau đây sẽ là bài solo trống thì của Khanh. Ngoài ra đánh piano thì Khanh còn học thêm đánh trống nữa. Thì trống là một nhạc cụ giúp Khanh xả stress rất là tốt. Thì mỗi lần Khanh tức hay là ức chế cái gì đó thì Khanh thì nhờ vào đánh trống, nên là khi mà đánh trống thì Khanh nhìn rất là đẹp. Cảm ơn.